Thịt cho đàng hoàng nha, không phải thịt đang vui á. Cầm cái gì? Cắt thịt. Ơi, nhớ sớm mấy cắt cổ sao á. Sớm mấy cắt cổ rồi. Cắt kỳ vậy anh Chim? Nhúng vô đây. Đấy, nhúng từ từ thôi, thấy được nó chín nhanh lắm. Nào. Đấy, để hãy nha, để hãy nha. Rồi. Để lại cụ lại. Để lại cụ lại. Để lại cụ lại. Lấy đúng rồi.